nhiều khi người xem anh em chỉ cần ủng hộ, chỉ cần úi xôi ơi, chỉ cần ăn hơi là được. Mẹ con này được gọi là dạng ăn hôi thùng bố luôn. Bây giờ mình sẽ nốt vào đây. Thằng kia nó chết rồi, còn ông nội này nữa, nó sẽ chú ý vào thanh niên sniper này. Đợt này nói hơi nhiều. Cơ bản là có những đêm mà làm một clip chỉ cần 6-7 phút thôi anh em, phải quay tận 2-3 ngày. Rất nhiều shot, rất nhiều cảnh khác nhau. Đấy, quay clip thì có những anh em khác phụ mình, có những anh em quay clip riêng. Đấy. Ôi trời ơi, thôi quân ba luôn, nát một đời hoa là căn ba đời chuối này. Trời ơi, tiếc chưa. Xin kính chào quý bạn và các vị. Con tàu của chúng tôi đang lên đường vào 19 giờ tối nay, mang tên gọi AN94 Galaxy. Ôi, thịt mẹ để nói nhảm à. Xin chào anh em, clip này mình sẽ làm khẩu AN94 Galaxy. Nghe cái tên nó phấn khích quá, cứ tưởng nó hợp tác với cả Samsung cơ. Mình cứ ngỡ là em này nó có tên là AN94 Note 8, Note 9 gì cơ. Nhưng mà không, thực sự là tên gốc của nó là AN94 Spaceship. Rồi mày ra đây tao cho mày đi vũ trụ luôn này. Đi vũ trụ luôn này. Đấy, bắn trên đầu nó cứ giật xuống đít. Rồi thằng kia mày ra đây. Úi xôi, nó được cái đầu té luôn. Đồng đội mình xử đẹp nó này. Vâng, anh chỉ kịp là một lời chăn trôi cuối cùng, anh giơ quả bom lên đi hẹo luôn. Đấy, con này thì đẹp vãi chưởng. Chúng ta lúc nào cũng là chửi Trung Quốc thôi, nhưng mà toàn là đi xài hàng chùa của nó cả. Nó có cả tận gần một năm rồi, mà bây giờ mình mới có làm lại đây. Đấy, nên là anh em có thể thấy được cái mức độ của anh VTC nó ngu người đến như thế nào. Đấy, anh em bên Trung Quốc là ví dụ trong các group xếp QQ của bên nước mình chơi cho chán, cho chê rồi, chơi cho nát. Ôi sao xong phải trường thôi, từ đằng sau khi nào ấy. Nói chung là chơi cho chán, cho chê rồi, bây giờ nó về Việt Nam hơi là buồn một chút. Rồi mình tin tưởng bạn ấy. Đây là bạn Linh. Úi xồi, một tay sniper tuyệt đỉnh đến từ đội GR. Bạn bắn 2 phát thì 3 phát xịt mất rồi. Cái set súng của bạn nhìn khá là tào lao, bi đao. Rồi bạn ló đầu ra chết hẹo, chết mẹ bạn luôn này. Đấy, nó núp đầu kia rồi, cái lỗ kia kia, lỗ bên trái, núp bên dưới đâu. Hay quá bạn ơi, một pha snap kinh người. Úi xôi ôi. Một pha snap có thể gọi là đi vào lòng người và đẳng cấp thần sầu. Thì thực sự là cũng mình cũng làm lại thôi, nên cảm giác bắn nó cũng chả hứng thú gì mấy. Thực sự là thời gian này mình gặp khá là nhiều khó khăn. Đấy, công việc thì rất là nhiều và nói chung rất là nhiều khó khăn. Tầm 2 tháng gần đây mình mới chơi được CF đúng gọi là mấy ván thôi. Các bạn biết là hình như là có 3 clip đúng không? Thì là 3 lần mình chơi trong vòng 2 tháng đó. Thực sự là thứ nhất chán game, thứ hai không có thời gian chơi game, và thứ ba là lựu đạn thì né không có được đó. Thế cho nên là có clip, có cái súng mới nào thì thỉnh thoảng mình vào làm. Ui giời, nước biến này. Không gì, một số thanh niên này mình thực sự là mình rất là bực, vì là không làm thì bảo là mình làm đi, xong làm thì bảo là xem đồ ít, xong bắt đầu làm đại CF. Thực sự là mấy cái thanh niên đấy, nhiều khi mình cũng nói là đánh kẻ trẻ đi chứ ai lại đánh kẻ trẻ lại như cái thằng hồi nãy. Rồi mày xuống đây luôn à. Đấy, nên là những cái thanh niên mà một số bạn là có vào mấy câu tục tĩu này nọ, ví dụ mình mới làm cái clip mà trải nghiệm cái chế độ tù nhân đấy, một số bảo chơi ngu, cái đinh công bệnh mẹ, chơi ván đầu tiên người ta thì bọn nó bắt đầu là bảo là chơi ngu. Đấy, cái chế độ người ta gọi là trải nghiệm mang tính là vui vẻ và là ngáo ngố đầu tiên đấy, và mang lại niềm vui đầu tiên thì đó là chính là cái trải nghiệm và chính là chơi một ván đầu tiên. Thế mà nhiều bạn là comment vào như đúng rồi, công nhận là bên YouTube là có rất nhiều thánh gọi là anh hùng bàn phím, và mình vả như cái thằng hồi nãy luôn, không kịp ngáp luôn. Mẹ con này, lâu lắm mới thấy chị Ngọc Trinh ở đây. Đây, nói đến đoạn nào nhỉ? Ma địch bệnh. Mình phải nói anh em là như thế này này. Thứ nhất là mình sẽ làm khá là nhiều clip game, nhưng bây giờ chưa phải vì mình chưa có ổn định. Không chỉ gói gọn trong sếp, mà người nên nhớ là từ từ đây như kiểu bọn trẻ trâu suốt ngày vào YouTube rồi Facebook mình chửi này, khóa mõm cho như một con chó vậy.
Đấy, chúng ta chỉ cần là một cái câu click đơn giản thôi, loại bỏ xóa hoàn toàn khỏi kênh, thế là chúng nó bay. À, ôi mình đoán hướng được mà đến chậm quá. Nhiều lúc thực sự là thôi kệ những cái lời nói linh ta linh tinh đi. Mình biết là anh em cũng chả thích coi review PC gaming kia, bởi vì nó mới lạ, nó hầu như là những thứ thuộc về công nghệ, cho nên là anh em toàn chỉ thích game thôi. Úi xời, anh em thanh niên ăn hơi quả bom, tao cho mày quả bom đi. Rồi chết mẹ mày luôn này. Đấy. Ăn hai quả bom ngon không? Má định mệnh thanh niên. Bạn chơi bom cho đồng đội mình thì mình cũng đáp lại thôi. Đấy, bạn có lòng thì mình cũng dạ, bạn có thịt chó thì mình cũng mắm tôm. Ôi chết luôn. Đấy, về cái khoản PC gaming thì thực sự đó là một cái mảng khá là mới ở tại Việt Nam chúng ta. Hiện tại thì channel GVN mình sở hữu về mình làm thì là một channel tốt nhất về mảng PC gaming hiện tại, có những clip toàn triệu view. Nhưng mà view là một phần thôi, là muốn đến cho anh em, là hướng tới anh em game thủ này. Chủ yếu PC gaming là thuộc về game thủ anh em. Nó thuộc dạng là phân khúc là 2 NPC, có định nghĩa là thuộc dạng là những người có tiền và chơi những cái đồ gaming gear cao cấp, chứ không phải là cái loại 1-200 ngàn, 4-500 ngàn gì đấy. Hầu như những cái PC cao cấp đấy thì chơi tốt tất cả những cái game hot nhất hiện giờ, game nặng hiện nay. Nó thuộc rất nhiều phân khúc, từ là game eSports này cho đến game offline, rồi đến những cao hơn, rồi nhu cầu streaming, rồi làm đồ họa nhiều lắm. Nó bao vô gọn game thủ này, rồi nói chung là game thủ rất là nhiều. Khác với những cái dòng PC văn phòng cấp thấp thì có 4-5 triệu, như bạn hỏi mình cái con PC là 4-5 triệu có chơi game được không, những bạn người game nào chứ. Như CF thì game nhẹ đồ họa này thì 4-5 triệu vẫn chơi được. Nhưng mà với mình ấy thì chơi FPS nó phải 200 đồ, 180-200 đồ, nói chung là trên 160 được, chơi mượt mượt đồ phải mình phải dùng khá là nhiều tác vụ khác nhau. Cho nên là một cái máy yếu mà mình chơi mình không bao giờ chơi, nói thật luôn ấy, không thể làm được cái gì luôn. Nên nhiều bạn là cứ nói là ví dụ chơi game như CF Liên Minh nó nhẹ vãi cả đái, là vẫn dùng cái máy 30-40 triệu. Nhiều bạn ấy, nhiều bạn, nhưng mà họ là streamer, họ là youtuber, thế cho nên là việc dùng một máy mạnh rất cần thiết để họ làm được nhiều thứ khác, đúng không? Đấy, nói chung là nhiều ông nó ấu trĩ lắm, nhiều ông cứ nghĩ ngắn. Đấy, cứ bảo tiền này thì nó, nên nói chung là buồn cười. Người ta thích làm gì làm thôi, đúng không? Vấn đề nhiều ông cứ chê nó giống như cái khẩu AN94 VIP này. Ngày xưa VIP ra thì ai cũng mua, nhưng sau dần bây giờ là chả ai mua VIP nữa, vì bán được có 200 nghìn, 100 nghìn cho ai lấy, rẻ như bèo ấy, càng ngày càng mất giá, cho nên là game cũng càng ngày càng nát đi, ít người chơi đi. Các YouTube thì cũng làm ít đi. Úi xôi rồi, ví dụ những người tâm huyết như mình, tiến sinh trai ngày càng bỏ đi và không muốn làm nhiều nữa, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn làm để duy trì phục vụ fan, phục vụ người hâm mộ, những người muốn coi lại cảm xúc khi bọn mình bình luận hay là tâm sự hay là chém gió gì đó. Đấy, thì họ lại muốn coi. Đấy, thì là mình lại phục vụ họ, rồi cả phục vụ những cái người mới nữa, rồi hướng tới những anh em tiềm năng đấy, vân vân và vân vân. Nói chung là nhiều lắm, nên là mọi người không thể biết được những cái khó khăn, những cái vất vả của những người sáng tạo nội dung, những người làm cộng đồng như mình. Và có những điều thì chỉ có những người làm rồi thì mới hiểu, làm rồi thì mới cảm thông được. Đấy, nhiều khi người xem anh em chỉ cần ủng hộ, chỉ cần úi xôi ơi, chỉ cần ăn hôi là được. Mẹ con này thì gọi là giảm ăn hôi mà trùng khủng bố luôn. Thế bây giờ mình sẽ núp vào đây. Thằng kia nó chết rồi, còn ông nội này nữa, nó sẽ chú ý vào thanh niên sniper này. Đợt này nói hơi nhiều. Cơ bản là có những đêm mà làm một clip chỉ cần 6-7 phút thôi anh em, phải quay tận 2-3 ngày. Rất nhiều shot, rất nhiều cảnh khác nhau. Đấy, quay clip thì có những anh em khác phụ mình, có những anh em quay clip riêng. Đấy. Trời ơi, trời, quân ba luôn, nát một đời hoa là căn ba đời chuối này. Rồi ôi, tiếc chưa. Đấy, cho nên là để hướng tới một cái gì đó chuyên nghiệp và có một giá trị bản thân hơn. Mẹ thằng này, con chó này. Thôi, không chửi. Chửi này chửi vui nhá, không phải chửi các bạn ấy đâu. Nói chung là cái game thì anh em đừng có thắng thua ở đây. Nói chung khi mà anh em lên một thời gian là đỉnh cao, ví dụ như mình đi, có cái gì trong đột kích cũng có hết rồi, cả các bạn cảm thấy nhàm chán là muốn buông bỏ luôn.
Đấy, chẳng qua mình ghét là ghét ở cái thằng nhà phát hành VTC, nó đối đãi với anh em game thủ, với khách hàng nó không ra cái gì. Đấy, cho nên là bắt đầu mình lại tức, bức xúc cho anh em, chứ không phải là cho bản thân mình. Đấy, cho nên là mình không bao giờ mà né cái lựu đạn của VTC hết đấy. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhá. Đưa bạn gái không tha tiếp đây.